Hello, xin chào anh em nhé. Ngày hôm nay em sẽ giới thiệu cho anh em một con máy bu lông mới nhất của Daewon mới về Việt Nam, là mã là DCF961. Hiện tại cái mã này cũng là mã bu lông khỏe nhất của hãng. Ở bên Mỹ thì mã này cũng là mã khỏe nhất. Và cái mã này thì em lấy được sớm về Việt Nam, và bản này là bản chính hãng, bảo hành 3 năm. Và nó sẽ được đựng trong một cái vali stack như thế này. Cái vali này thì anh em có thể xách ngang hoặc là xách đứng như này cũng được. Và mã của nó là DCF961NT, là bản NT là bản body và có thùng. Và đây là bên trong thì em sẽ mở cho anh em xem nhé. Này thì em đã ghép bộ combo lại rồi, là một máy 2 pin 5A và một sạc. Ở bên trong cái thùng này thì nó sẽ có cái khuôn để cho anh em để vừa một máy 3 pin và một sạc. Còn nếu mà anh em nào kiểu như là không thích để nguyên cái khuôn như thế này thì anh em có thể nhấc cái khuôn này ra, thì nó sẽ là thành một cái thùng rỗng. Và bên trong thì sẽ có giấy hướng dẫn sử dụng đầy đủ, tại vì bản này là bản chính hãng, bảo hành tại Việt Nam. Và đây là con DCF961. Con này nặng nha, tại vì là lực của nó lên tới là hơn 2000 N. Quay qua cho anh xem, anh em xem nha. Thì em sẽ nói qua chi tiết về những cái thông số của nó. Đầu thì sẽ là đầu 1/2 13mm thông dụng rồi. Và thân máy con này chiều ngang của nó sẽ rơi vào tầm khoảng đâu đấy, để em xem nào, hơn 20 cm một chút. Và đèn thì sẽ có cái đèn led ở phía dưới này, thì anh em có thể bật tắt được đèn. Cái chỉnh lực thì nó cũng sẽ chỉnh lực điện tử, chứ không phải là chỉnh lực tầm như kiểu là chỉnh lực của con 899 đợt trước. Đây, nó sẽ có 3 cấp này, anh em có thể chỉnh 1 này, 2 này, 3 này. Tiếng máy thì rất khỏe. Và một cái chế độ auto stop nữa, mở và siết ốc an toàn. Con này tất nhiên là động cơ là boost set, không thổi than rồi. Qua trái qua phải cho anh em xem. Thì nó sẽ được bọc vào cái bảo vệ cao su như thế này, để anh em kiểu như là có để dưới đất hoặc là va đập nhiều thì sẽ tránh hạn chế chảy xước máy. Và tốc độ không tải thì anh em có thể xem ở đây là 0 đến 440 vòng này, 800 vòng và 1200 vòng trên 1 phút. Con này có lực mở tối đa lên tới là 2372 N. Con bu lông đầu tiên của Daewon có lực mở hơn 2000 N nha. Đấy, thì trên thân máy thì sẽ có đầy đủ series cho anh em. Và con này là vẫn là Made in China, bản chính hãng. Em sẽ xem thử cái đế máy nha. Cái đế máy của con này thì bên trong cái phần chân pin ấy, thì nó sẽ làm tách riêng ra một chút như này, để anh em khi mở ấy, nó gõ búa ấy, nó sẽ rung cái đế pin, thì nó sẽ tránh hạn chế cái phần rơ lắc pin. Và máy thì sẽ có tem chống hàng giả đầy đủ. Bản này là bản chính hãng, bảo hành 3 năm toàn quốc cho anh em. Còn pin sạc thì vẫn là hàng chính hãng, bảo hành 1 năm rồi. À, để em thử về trọng lượng đi. Đây, anh quay ra đây chút để em cân cái con máy bu lông này lên nhá, xem lại trọng lượng nó rơi vào tầm bao nhiêu. Nếu mà tính về mình thân máy không thì nó sẽ rơi vào tầm 3,7 kg. Thêm nếu mà anh em lắp pin thêm 5A nữa là 400 g nữa, thì nó sẽ rơi vào tầm gần 4,5 cân. Nếu mà cả pin 5A nha. Con này nặng. Đây, coi lại một chút. Em sẽ lấy một cái con bu lông khác của Daewon là con DCF899. Con này cũng là con lực cao của Daewon, để mang ra so sánh với con 961 đấy nhá. Đây. Về cái phần thân máy thì con 961 nó sẽ có cái thân máy lớn hơn. Em sẽ bóc cái cao su ra nha. Cái cao su này anh em không thích dùng thì có thể tháo ra, nhưng mà trong quá trình sử dụng thì anh em nên lắp vào, thì nó sẽ đỡ bị chảy xước máy. Phần đầu máy này thì con 961 nó sẽ to hơn, anh em có thể nhìn thấy này. Đấy. Và phần ngang thì cũng sẽ ngang nhau đối với cái bản DCF899 hoặc là DCF897 hoặc là DCF900. Nó chỉ lớn hơn về bề ngang thôi, nên là trọng lượng nó sẽ nặng hơn. Đây, hai con. Và hiện tại thì cái con này nếu mà anh em nào làm chuyên ô tô ấy, thì anh em nên mua con này nhá. Nếu mà làm xe máy thì con này nó sẽ dư lực quá. Để anh em nào muốn làm kiểu mở xe ô tô hoặc là ô tô tải nữa thì anh em có thể sở hữu con này. Hiện tại cái mức giá của con bu lông này là
tầm khoảng hơn 5 triệu cho body máy. Còn nếu mà anh em mua full bộ như kiểu là một máy hai pin một sạc thì nó sẽ dao động tầm khoảng 6 đến 7 triệu cho một bộ. Và clip hôm nay thì em sẽ chỉ quay qua chi tiết cho anh em xem thôi. Còn cái về test ốc thì ở đây em không sẵn những cái con ốc lớn như là ốc của xe tải, nên là em sẽ hẹn anh em clip sau để em sẽ test con này trên những cái ốc lớn nhá. Tại vì hiện tại nếu mà test những cái ốc xe máy hoặc là ô tô con thì nó cũng hơi dư lực quá. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều đã xem qua cái clip review qua cái con DCF961 này. Hiện tại nó là con máy bu lông của Điền Quân mạnh nhất nha. Anh em muốn trải nghiệm thì có thể liên hệ số điện thoại em để ở trên màn hình, hoặc là em sẽ có để link website, TikTok, Shopee. Anh em có thích mua hàng ở trên sàn thì anh em có thể đặt mua nha. Cảm ơn anh em rất nhiều.